Ê, hôm nay về thăm lại chiến trường xưa là làm một con vịt, một con gà. Là nhờ mấy chị em này đang đun nước, đang nấu cháo phải không? Đang là nấu giúp, nhưng nông trâu thì không có thể nấu được rồi. Nó cháu uống vào nó tưng Tưng làm cái gì nó mới nhanh chứ. tưng. Nó thật em mà chịu ngào bà em làm gì em nó nhanh Đâu, lắm. anh là thích đi ngủ thôi, nhưng mà không thích làm nữa. Chào con bà sơn đặc công cho nó hiện tại đó. Em tên gì nhỉ? Dạ. Em tên gì nhỉ? Em tên là Phương. Phương hả? À, hồi đấy hỏi rồi, bây giờ lại hỏi tiếp. Mời giúp viên nó khám cái gì? Ô nhỉ, hôm nay anh quên chứ biết thế để đánh cái canh nhỉ. Thế anh không nói. Bây giờ em Nó chụp. bảo là cái đầu anh bây giờ nó không 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 nhớ Em hết thấy rồi nhỉ. Cái kênh có là khó mà. Hôm nay không mà bây giờ cắt cái này Em rồi. trộn, em trộn với trộn cái với gà gà. rồi. Từ cái gà hồi nãy mà cắt như thế này phát Cái là bàn này không nói. đánh cái canh. Đánh cái canh này ngon mà. Nói rồi con này nhiều tiết mà. Nhưng hai mà con đấy cả gà đây. À, hai con hả? Ồ, cả gà đây, gà bên dưới đây. À. Em trộn hết rồi. Bố ở bên kia, không biết ở chỗ nào. Bố nhà đang có đám cưới gì nó được lên đây á? Ai? Đám cưới này đang vui hòa nữa. Phụ cả mẹ ta, thủy ăn đây là thêm một này. Biết thế hồi xưa mình lấy vợ lấy người giao thích hơn. Người giao nó ngu, nó xấu lắm, nó không như người kinh. Cái gì? Người giao là chịu tây khó đâu, hơn, chịu khó hơn. Nhưng mà em lấy người Tây, vợ Tây hơn nào vợ? Anh lấy mình người vợ người Tây. À, em cũng lấy chồng người Tây. À đây à? Vâng, người Tây mà Tây ở dưới khu nào thế, đấy. Thế bây giờ là lên đây ông xá có dữ không? Không, ông xá không. Ông xá thoải mái lắm. À, thoải mái lắm hả? Mà ao bao nhiêu? Bao nhiêu thầy tám hay lắm của ha? Không sao lắm mà thầy tám chị ạ. Thỉnh thoảng đi giao lưu văn hóa văn nghệ thì chồng nó không có tính. Rất dễ tính đúng không? Ừ, thế là được rồi. Thỉnh thoảng em mới đi giao lưu văn nghệ văn hóa gì đấy. Hình như là ở chỗ lầu kia là có đội hát then hát đồi chứ phải không? Không phải là lầu, ở bên là diềm sao ấy. Là diềm á? Ừ, là diềm. Bên là diềm. Thì như lên Hà Giang rồi á, vào quán thành của Nguyễn Tất Thắng rồi á. Nguyễn Tất Thắng hôm nay đi qua rồi nhưng mà nó không ở nhà. Nó không ở nhà. Hôm qua lên đến Khuổi Mi thì gặp nó trên đấy nhưng mà là nó đang bận gì ở nhà nào ấy cũng không gặp nó. Mày chắc thêm một bữa tao mới mất. Vâng em ạ. Quần nắng là cái gì? Quần nắng là cái gì? Quần gì vậy? Cái gì hồi nãy nghe nói bảo quần nắng mà. Chưa là cô ôm ca. Không phải. Không phải. Như tối như vậy. Cái làm buổi như kia là. Sợ ngã nó mất chỗ này. Có sao đâu, nó lâu mấy nó không cho đâu, nó mưa dầm nó mới sợ. Trở lại, trở lại. Là có gì trở lại đứng như. Chứ anh ở đây làm nhưng mà em không gặp nhỉ. Ôi trời ơi, gặp thì bây giờ anh đó là chồng của em rồi. Không rồi. Nếu mà gặp đó là chồng của em rồi. Không nhưng mà mọi người đi còn nói chung là đi tìm cái gì nhỉ? Trầm, hồi anh đi làm trầm. Nhưng mà em biết mà. Biết nhưng mà anh lại không biết em thì biết khổ chứ. Không, lúc ấy anh vào thì chắc là em còn trẻ. Anh lúc đấy là năm 94, 95. 94, 95. 93, 94, 95. Thế là em đi lấy chồng. Em lấy chồng hả? 99 em để đứa đầu mà. À. Thế có mắn hơn anh. Chắc anh còn trẻ hơn em á. Okay. Em bao nhiêu? Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 78. Anh nhìn anh vẫn trẻ. Trẻ nhưng mà tuổi nó không trẻ. Thế là nhà em ở dưới, nhà bố mẹ cũng ở đây chứ phải không? Nhà bố ở trên này này. Ôi nhỉ.
Hồi xưa mấy cái chỗ này anh đâu có lại gì nữa đâu, đi mấy cái trên núi này. Mấy trồng ở dưới này này, ép còn không đến một cây, một cây. Mà hồi đấy là đường nó không qua đây. Ừ. Đường nó qua đoạn dưới này này, theo suối này. Bây giờ nhìn lại mấy cái đồi bây giờ ấy, sợ thật đấy, hồi xưa mình đi lên được. Cái lá này là tính tay là mắc cóc ấy. Không phải đâu. Hả? Cái này mắc cướm. Đâu, mắc cướm thôi. Mắc cướm thôi à? Mắc cướm. Em nhìn giống như kiểu mắc. Ờ, là mắc cướm thôi à? Ừ. Em cứ tưởng mắc cóc. Không, mắc cóc, mắc cướm thôi. Bà này gùn hai nhà nữa. Đúng không? Mà tôi giá tốt tôi nâng đẹp đi. Mắc cướm. Làm sao anh ăn vậy thôi? Cảm ơn nhé. Lợn là lợn như tầm cỡ con này là mình bán bao nhiêu tiền một con ấy? Một trăm nghìn một cân là con lợn này à, mình mua về nuôi hả? À, mình mua về nuôi hả? Cứ tưởng lợn nhà mình đẻ ra bằng này. Ba sáu sáu hai con, hai 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 chuồng là 12 con, đẹp nhỉ? Toàn lợn đen không? Đây con mẹ đây. Đây lợn mẹ. Không được nói xấu nhá. Không được nói xấu nhá. Không nói xấu đâu. Cười không nói xấu phải không? Nói không cười mới phải là nó xấu phải không? Nói phát sóng ngắn. À, phát sóng ngắn. Không quen tiếng phổ thông. Nói một tí ạ, lụt vào tiếng giao ạ. Cho nên là ở đây là không được nói phát sóng ngắn. Phát sóng ngắn gọi là nói xấu ấy. Không nói xấu đâu, nói xấu làm gì cả. Ai làm gì đâu mà nói xấu. Hồi lại tôi mà tìa... Cái gì? Mấy hiệu hả? Nếu mà nói xấu chắc cũng biết. Nói xấu quá thì biết, nhưng mà xấu vừa không biết. Xấu vừa không biết, mà nói xấu quá thì biết. Đây, không ở đây chứ, nếu mà ở đây thì cũng biết nhiều đấy. Nhưng mà do đi lâu ngày quá không tiếp xúc nhiều. Hả? Ở Đắk Lắk. Người ở đây đi nhá. Ở người đây đi. Ở chỗ nào ạ? Ở Na Hang. Ở Na Hang đi vào trong Đắk Lắk. Na Hang đi qua đây em. Ừ. Dạ. Vất vả. Ờ lại chùa cái ngõ mặt yếu này nhé. Chơi đi một tí ngã chết nè. Ngã chơi thôi, không biết là đâu cái này. Chết rồi. Đấy, có một gói ở đây. Chứ mở. Mấy ông đi đâu rồi vậy? Đi lâu quá. Mấy ông đi đâu rồi? Ui. 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 Đi buộc bò. Xem bò rồi. Đi buộc bò. Đi buộc con bò. Hôm nay xem chế biến của các cô gái Dao. Các cô gái Dao chế biến ăn. Không biết chế biến đâu, gái Dao ấy chỉ biết ăn thôi. Ăn chính nào nữa? Nông Châu thì hôm nay chỉ có xem để mà chờ ăn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, cái này nó phải xào như thế. Ôi, em cứ làm tự nhiên đi, không có đâu. Cứ tự nhiên đi. Đâu ơi, cái này làm theo tự nhiên mà. Cái này mùa đông chắc là xuống ở đây hết đấy nhỉ. Mùa này cũng lạnh rồi nhưng mà chưa lạnh lắm. Bây giờ nó lạnh rồi, sáng không còn dậy. Dạ, anh cùng đi thêm một tuần, thêm cả 10 tháng đêm nữa. Hồi xưa quê anh đi tán gái là đi nhà nào mà có con gái á, không có củi, không có củi to như thế này là có nghĩa là con gái lười. Ngày xưa chắc thế. Dân tộc Tây như thế mà. Có nghĩa là lên đó. Nhưng mà em vẫn nên lấy người Tây mà không thấy bảo là thế đâu. Không, bên người Giao khác. Là chị lấy người Tây này. Không, người nào mà kén tròn đấy người ta coi kỹ lắm. À thế á. Như nó khác bản, nó khác thế thôi, khác nơi nó khác thế, không phải phân biệt như thế. Như hồi xưa anh ấy là bình thường thôi, cứ thấy yêu mến nhau thì thích nhau thì lấy thôi. Nhưng mà có người ta kén tròn kỹ đây. Cứ phải là nhà nào. Anh kén tròn thế. Không, có người ở quê anh kén tròn như thế. Có nghĩa là lên chơi nhà đấy mà không thấy cái củi to này, có nghĩa là con gái lười không lấy. Đấy. Này có thể anh ngồi ghế này. Ngồi đi. Anh ngồi đi. Tại ra câu như chú là. Nó thang lại. Cái này là chung nhau thịt hay là mình mua về treo này? Nhà gái nó lấy cái nhà chị này. Đâu, cái này là bố mẹ nuôi. À. Làm dâu là cho một cái cổng. Cái đùi lợn. Cái cổng. À, thế là về xẻ ra mình phơi được bằng này. Thế. Thế cái này là mình có được ăn không hay là chỉ có để về lại có chứ. Là chờ bên dễ về lại mới được tiếp thôi. Đấy là không, cái này gọi là cho mình cái này nếu mà người ăn cũng nào cũng được. Có người bảo về còn làm cúng xong lấy cắt một miếng thịt làm cúng xong mình ăn đấy. Thì người có làm được cái này chắc không làm à, là cắt một miếng thịt mới rồi cúng mới được ăn. Ngày xưa cũng thế. Một đĩa tập một đoạn như này cúng bày cúng một tí, bày cúng bảo là mình hôm nay có thịt đó. Cháu gái đi làm dâu ở đâu là bắt đầu là trình báo tổ tiên mới được ăn. Lúc mà làm bố mẹ làm cơm ngơi cúng tổ tiên cho mình mà. Tổ tiên biết mà lúc vào làm thì cúng tổ tiên cho mình biết là mình được ăn chứ sao lại là đến khi mình ăn cũng phải bài trình báo nữa. Tăng quá chứ. Tăng một cà tô như vừa kia là vừa kinh nhau tới đây đánh giá. Không phải tắm làm gì? Không tắm vẫn sạch mà, chứ. Đi làm cả ngày. anh đâu có cần tắm đâu. Anh thì là không bao giờ như bọn em ở đây thì sáng đến bao giờ chặt dâu hoặc là đi làm nọ đi nọ đi kia. À. Không, nó đùa thế thôi, còn nếu mà đi làm đồng thì mình phải tắm. Thế cháu này là ở đâu về lấy chồng đây hay là ở đây? Mông Mê à? Thế chính tỏ cũng đi kiếm xa phết đấy nhỉ? Từ Bắc Mê mà về lấy tận đây thì xa đấy. Mông Mê hơi xa đấy. Mà đủ người ta chế hàn cho bỏ ăn ai nào nè. Hắn cam thường mưa ảo hàn này.
Ở trong Nam kiếm tiền nó dễ hơn nhỉ anh nhỉ? Nó không bị theo à? À, nhìn những dự vấn cứ Hà Nội. À, đúng. Không, cái này ban đêm nó tăng ánh sáng được. Còn cái kia thì chỉ có ban ngày, chứ ban đêm thì nó không tăng ánh sáng được. Nó không leo núi nhiều thôi, chứ còn làm ăn nó cũng giống nhau thôi mà. Ở đây đôi khi làm ăn nó dễ hơn đấy. Mà cái bài em nhớ rồi. Hả? Mà cái bài à? Để thoát thèn cho bây giờ có châu. Như có dồn tất cả tạc xì nè. Mà châu à? Mà châu tè à? Đây là bếp lửa hồng ấy. Đấy, quay cái bếp này nhìn quên là bếp này bây giờ đấy. Nó quỷ nhà của trang tôi bây giờ bây giờ vừa. Thơ cao tí, cho chất tí. Tôi bảo là mẹ hắn tới. Thơ ăn trên đá xin trên đá một ngày. Hả? Thơ ăn trên đá xin trên đá. Có mắt tỉ à bọn. Mô thì có thao của nên là thao của hắn. Ở thơ tỉ trên đá. Ủa, ôm nhà à bọn, đến chùa. Chùa rồi, là có chùa à? Chùa thế. Hả chùa ông ăn cơm. Ba con tỉ tỉ giáp của hắn là nó sâu. Con tỉ 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 tiêu. Ê, bên sau cái tí là mà sao chưa ạ? Đấy, cái này chính xác tạp án nữa. Em bị tạp án nữa nhưng tạp án nói dân mình biết thôi chứ còn dân miền xuôi người ta không biết là tạp án là cái gì đâu. Tạp án người giao. Mình cứ nói là người giao. À, người giao thì người ta mới biết được. Giao đỏ. Giao đỏ mà xinh thế nhỉ, hồi xưa con gái chắc xinh lắm. Em á. Ừ, mà xinh thế. Tiếc là hồi xưa là anh lại không gặp em. Thế mà ở đây sẽ không gặp nhỉ? À, anh làm đây. Mà nói chung là ngày xưa không lấy chồng, không lấy vợ xa chắc gặp cũng không dám lấy, không dám yêu nhau. Mà thật lắm khi nói thế đấy. Có mấy người ở trong Nam chả vào đây, xong vào nhà em suốt đây. À. Nhưng mà không dám yêu đâu, không dám yêu. Không dám yêu luôn à? Ngồi nói chuyện đánh bài. À, mớ ở đâu nhỉ cháu ơi? Đây, cái nồi đấy. Ngồi nói chuyện đánh bài mà không dám đánh yêu. Đánh bài quỳ rồi nọ kia nhưng mà không dám yêu đâu. À, thế mấy người miền Nam cũng vào chỗ nhà em hả? Vâng, mấy người nhà em à. À. Ủa thế ở đây thôi à? Em ở ngay chỗ này hay là ngoài? Trên này. À, ở trên này à? Vâng, bây giờ nhìn lên có mấy cái nhà rồi. Anh nhớ là hồi xưa có một người nào đấy là ở trong đây này. Là 13 tuổi lấy chồng mà đi theo chồng kéo gỗ đinh ấy, theo suối đây. 19 tuổi em mới lấy, chứ không phải. Thế là không phải em rồi. Có người nào ấy 13 tuổi? Ở ngay cái chân đèo mà đi về nhớ tắt trà, tắt chiên cái đấy. Đường mòn cái đấy. Cái trong là thuốm cơ. À, trong làm thuốm đấy. À. Anh nhớ là như thế. Chứ còn bây giờ tên thì anh cũng không nhớ đâu. Mà sao anh theo anh Trung lấy sao nào không bằng em chắc bảo anh quên thì tin. Không, Trung thì đi cùng anh có một hai chuyến rồi, lúc đấy là đã qua bên kia Dù Già kia làm rồi. Qua Hà Giang Dù Già rồi, còn lúc làm ở đây thì anh Trung đây không đi cùng đâu. À, anh khác đi anh Sơn. Anh Sơn thì đi theo hội 41 khác. Đi ở đấy ra làm nhưng mà mấy người khác hội mà. Cứ hai người ba người khác hội nhau mà. Bây giờ anh hỏi thật, nếu mà hồi xưa gặp anh em có yêu anh không? Cái đấy xuống thuật thì nó hỏi em sao biết được. Hả? Sợ em lại chê dân tộc nọ kia. Không có chê đâu, con dân tộc người ta cũng là người mà, ai cũng là người mà, đều tất cả Việt Nam đều dân tộc hết. Như ngày xưa anh, ví dụ em lấy chồng em này, bố mẹ chồng vẫn chê dân tộc ấy, thì tôi lấy à. Qua hai đứa yêu nhau là lấy thôi. Sao lại như thế nhỉ? Cấm không cho này. À. Nhưng mà hai đứa yêu nhau mà không bỏ được. Đấy là gọi là tình nghĩa nắng na đấy. Bố mẹ chồng cũng chê dân tộc cũng cho lấy.
Không, hồi xưa khác, bây giờ khác rồi. Vâng, bây giờ không chê rồi. Bây giờ thì chủ yếu là biết làm ăn rồi này nọ thôi. Chủ yếu con người nào lanh lợi này nọ thôi. Ngày xưa chị chồng chị bảo, ví dụ nhà em thì hai anh em lấy vợ mán hết. À. Chị bảo nó có ai cũng lấy vợ mán thì chị không muốn vào. À. Ngày xưa thế nhưng mà bây giờ chị lại khen đấy. Có gì nữa? Bây giờ chị khen á. Chị có việc gì là alo em. À. Em ơi xuống giúp cái, chị. Cái kiểu anh hiểu là hồi xưa là hiểu là ví dụ như là người mán thì kiểu không biết làm này làm nọ hay gì đó. Đấy. Đấy. Chính xác là thế đấy, anh là công nhận là như thế đấy. Mà nói chung là buôn bán em không đi buôn chứ còn những việc khác thì em cái gì em biết làm hết. Còn cái, đi buôn bán thì mình gọi là cái việc mắt không nhìn thấy còn làm được thì nói gì. Cái đấy thì khác, cái đấy việc đấy thì ai biết làm không? Ai biết làm cái cả cơm không biết nói không biết làm. Thế em có làm gì ở trong thôn này không? Không, em không làm cái gì. Thường là em phụ trách về bên văn hóa. Không. Ví dụ giao lưu gọi hát, gọi hoặc là hát cái gì thì em có mặt em ở đấy. Văn hóa, văn nghệ thì có em ở đấy. Em không thôi đâu rồi. Em về nhà 8 tí nhá. Dạ, 8 rồi. Không thì đi làm thì tí nữa ngồi phải chắc 10 giờ hoặc là 11 giờ mới đến nhà thì ai lại còn 8 nữa đến lúc không có nước. Bếp hết rồi, em về 8 một tí xong em đi. Nhớ ở đây nhá. À được. Em về em gọi chồng em lên em một mình ở nhà không nấu nướng. À đúng rồi, mà. Kêu ông xá lên. Kêu ông xá lên giao lưu cho vui. Không có ông xá là bảo là bà xá đi đâu mà về tắm rửa xong lại đi tiếp rồi thơm tho lại đi tiếp rồi. Ông xá nhà em thì nội không nghĩ thế nhưng mà em nghĩ là một mình ở nhà ấy ăn không ngon ấy. À. Cho chồng lên ăn xong rồi. Em chắc là con lớn hết rồi nhỉ? Em thêm bà ngoại rồi. Nhưng mà 26 tuổi. À, con 26 tuổi đấy á? 6 tuổi. Cháu ngoại. À cháu ngoại ấy. À cháu ngoại 6 tuổi rồi. Nhà em về tí nhá. À rồi em về đi. Nhà em cảm ơn ạ. Em về học cơm. Cái con vịt ấy. À không lấy cái của nó ra hả? Quên mất rồi. À thôi kệ nó, có người thích ăn đấy. Có người là thích ăn cái đấy, có người không thích ăn. Ấy Phương nhà có xa đây không? Ở dưới đây tít hả? Qua nhà anh Thính chưa? Anh Thính hay Thính gì? Mấy cái nhà gần ở dưới này mà gần đi xuống một đoạn chỗ này vắng vắng không có nhà xong có cái đoạn có nhà nhiều ấy. À. Cái đoạn đấy ở ngay đường mà. À. Gần đi nó. Em là trước đi học quen biết nhau à hay sao? Đi chơi có người thân đấy trên đấy. À, thế là gặp bà ấy. Nhưng có thể là gặp nhau. Mến mến nhau thích nhau thế là lấy luôn. Cháu có cú học ở lớp 10 xong đến lớp 10. Lớp 11 hả? Lớp 10. Lớp 1 á hả? Lớp 10. À lớp 10. Con đứa lớn được 8 tuổi. 8 tuổi rồi. Lúc ấy lớp 10 thì cũng còn trẻ mà nhỉ. Được lúc đấy xem nào. Lớp 10 thì vào 18 tuổi à, 17 tuổi à? 17 tuổi. Nên là 17 tuổi đã lấy chồng rồi. Nhanh nhỉ. 17 tuổi thì theo cái luật của nhà nước đã cho đăng ký kết hôn đâu. Xong rồi về sau trước đấy là một con gái là 18 tuổi đủ rồi. Đấy, 18 tuổi đủ nhưng mà 17 tuổi mà. Sau một năm mới đi làm. Bây giờ là có đăng ký rồi. Biết tưởng còn đăng phết.
Tức là chồng ấy cũng là cùng học cùng lớp à? Gần đâu đi xa đi qua Hà Giang lên chú 31 ấy. 31 là nền ấy. Phải không? 31 Minh Ngọc. Minh Ngọc là đấy thuộc 31 là nền hồi xưa ấy, là nền là cái chỗ bây giờ thị trấn chuyển về đấy mà. Xong là đi vào chú Minh Tân. À Minh Tân. Chỗ đấy là chú chỉ có biết đi lên cái chỗ Phiêng Luông. Phiêng Luông, Phiêng Đáy rồi là đi về đấy xuống Nà Nèn vào Nà Sáng đi lên Dù Già. Khu đấy là chú biết, nhưng mà còn có một đoạn nào nữa. Nói tí không phải hồi xưa đi từ chú đi làm từ ở trên Kim Ngọc hay gì đấy. Đi xuống mua gạo ở 31 chú cho nói đấy. Con gái mà ở trên thung lũng đấy 16 tuổi còn vẫn còn chân chuông mà. Cái khu kia nó ở cái vùng cao sao ấy. Chắc là khu lúc đấy khó khăn quá. Khó khăn là gì mà, đấy có 2-3 nhà thôi. Thế là hồi đấy chú bảo đi làm, bảo xuống mua gạo mà sao lớn rồi mà vẫn còn chưa mặc quần áo thì làm. Đây toàn ăn nhà trên, đây không ăn bao giờ. À thế hôm nay em về là làm phiền phải mưng cho bát chén bát xuống đây. Hôm nay ăn nửa bữa. Ăn nửa đi. Đấy không có bếp củi, bếp ga. Xong là mỗi lúc. Thế chồng cháu bữa nay làm gì? Ở nhà mà. Ở nhà đó hả? Ủa? À. Mẹ cũng có một thằng con trai thôi, không ở riêng, không nào nấu xong gọi ông bà đem luôn. À. Tức là có một thằng thôi, có một người con trai thôi. Thế là cùng ăn chung luôn. Hai gái, một trai. Hai gái, một trai. Thế là gái đi lấy chồng hết chưa? Vâng, có một đứa lấy bên trời, còn một đứa cũng lên quê chào lấy. À, lại đi trên kia lấy, trao đổi. Chị xuống đây thì em phải lấy trên kia. Cháu về đây được một năm sao em cô lại lên đấy mà. À. Thế là vậy. Con trêu bảo là không lấy sớm tí đó, phải vùi thịt đi. À. À. Đúng rồi, trao đổi luôn. Đổi qua đổi lại khoảng ngày vui từ đây lên. Thế hồi cháu cưới là bên dân tộc cháu còn phải lấy bạc trắng không? Bố mẹ cháu thì lấy không lấy đâu, bên nhà bà nội có, bà nội cho một cái một cái là 1 triệu một cho tròn ấy. À cái đồng bạc ấy, đồng bạc một đồng. Một đồng. Xong là cháu hình như bà ông bà trên bán bà nói chung là bà ấy giao tiền thì 6 triệu sao, 6 triệu xong là trừ một đồng bạc đấy là 1 triệu, là còn đưa 5 triệu. Xong là 90 cân thịt. 90 cân thịt là mình thịt lợn là thịt hết rồi chứ? Hay là lấy nguyên con lợn? Ở trên đấy 90 cân thịt đấy. 90 cân thịt. Thịt lợn đấy. Thế cả con mình mổ ra đấy chứ không phải lấy nguyên con lên đâu phải không? Thế gà là bao nhiêu? Không có gà thì có nguyên đấy thôi phải không? Cái đang hỏi hồi xưa chị lấy con dâu này là hết bao nhiêu thịt, bao nhiêu tiền? Không đáng bao nhiêu đâu bà. Ờ không đáng, không. Được con người về giúp chị được. À, thế là cái dân của em bây giờ ở trong kia nó là như thế này. Có nghĩa không có bổ ra gì hết vì cho hai đứa xây dựng lấy nhau thôi. Đấy, còn tùy theo hảo tâm bên nhà trai đưa được bao nhiêu đứa, không đưa cũng được. Có đưa thì cũng đưa về cho hai đứa nó dùng lại thế thôi. Thế thôi. Mang về xong là bố mẹ lại mua quà cáp cho, xong là không lại đưa tiền cho. Thế thôi, nó cũng thế thôi. Hôm qua là hồi xưa là em như chú biết là bên người giao lấy thì hay có bạc trắng. Có bà này như mẹ của cháu ở trên kia là lấy thời đấy là họ lấy 40-30 đồng ấy. Ôi dồi, nhiều đấy nhỉ. Hồi xưa là lấy nhiều nhưng mà bây giờ không có đâu, bây giờ mà lấy nhiều cũng khổ con mình thôi, nhưng không có ấy. Không có xong là bây giờ khổ thân con gái các tự về đây cũng tự đi lấy kiếm tiền để đi mua xong lại cho mẹ thôi mà. Ừ thế được gọi là mình đi mua xong rồi là lấy về trả lại làm khổ con thôi.
mình cũng nghĩ thế. Nên là bố mẹ cũng nghĩ thế, không mai sau này con mình thì mình cũng tùy tâm, không lấy nhiều đâu. Nó cũng thế, thật sự là như thế mà. Giờ lấy nhau để xây dựng hạnh phúc, để mà cùng nhau làm ăn chứ. À, em chào chị nhá. Ông thầy bậc cháu là mất hết rồi, mất hết cô rồi, chả biết nó. Nhưng mẹ cháu là hát coi giỏi lắm, cháu thì chả biết. Mẹ trên bóng mía hả? À. Cháu chả biết cháu nào. Thế bây giờ như tiếng Dao thì còn biết hoàn toàn chứ? Tiếng Dao biết mà. Còn cái cội này mình không biết nói như này như nọ, nếu mà bà mẹ của cháu thì biết nói, biết cội. Ừ, nhưng mà cội này đúng thật sự ra là người Tày thôi chứ không phải người Dao. Nhưng mà bữa nay là thấy về đây là thấy lại người Dao lại hát được cái tiếng Tày, hát quả tiếng Tày này giỏi này, thì anh thật anh bất ngờ thật đấy. Cháu thấy ở dưới này người Dao hát quả ยามลงแล้วเข้าไปกันบนเก๋นี่มาให้หนูแล้วจังเลยโอ้มาเอิ้นจ้ะพอจ่ายไปเที่ยวหลายเที่ยวจนคืนนับเถอะเอ้ยเช็ดเบิร์ดเลยขึ้นฝั่งโน้นนั่งเถอะใกล้หลังปัดโน้ตจริงๆฝั่งปัดได้ปัดได้ก็ปีตัวเองกันเลยครับกันเสาร์ lèo lù ra trên này chụp ảnh hát bài đó nó đây ra hệ lắm không chụp đây không đây không phải là cái này là bài nào mà nó ngọt ngào một tí. Thế là anh em nhá, nghe em Phương hát, anh em người là tạp bán gì ca tiếng phổ thông là người Dao đúng không? Tiếng theo các dân tộc của phổ thông người ta gọi Dao, nhưng mà tiếng Tày với tiếng người Dao đây người ta gọi là tào bán là người Dao đúng không? Tào bán người Dao đỏ đấy. Dao đỏ. Đây Dao đỏ. Thế em Phương này người tào bán là người Dao, là hát cho anh em một bài nghe nhá. Dao đỏ đấy. Em. Hát đây, hát một bài cho anh em nghe đi. Những em con thì mấy lên miền Nam đấy. Anh tôi muốn mấy năm lắc lắc mà đồ áo mà bán tàu cháu.